chụp cái gì để làm nóng là vậy. À thì đúng rồi, nó khó hơn, nó không phải là trường hợp của lớp các bạn. Đây, chúng ta nhìn thấy cái hướng của cái răng này, cái trục của răng này, chúng ta thấy là đây là cái mặt bên của nó này. Thì chúng ta sẽ làm cho cái trục này song song với mặt bên hoặc nó hơi nghiêng ra xa một tí thôi. Đó, thì bây giờ tôi làm nó song song mặt bên đã xem như thế nào. Thì chúng ta sẽ đo được cái, đến đây chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đo được các chi tiết này. Thì đầu tiên là cái điều đầu tiên mà chúng ta làm đó là chúng ta lấy ở trên đỉnh này nhá. Đây mọi người này, lấy trên đỉnh này. Từ đến đây, đối với răng hai răng mà răng sau chúng ta chỉ cần dùng 9 ly rưỡi hoặc 9 ly. 9 ly hoặc 9 ly rưỡi là được rồi, không cần thiết phải 10 ly. Càng im lên càng to, thì mặt bề mặt chai im lên càng to thì khả năng chịu lực nó sẽ càng nhiều. Sau đó chúng ta lấy tiếp. Từ đây ra đây là 9 ly. Đấy, thì chúng ta sẽ căn cứ vào đây, đây chính là trung điểm của nó. Chúng ta sẽ đưa cái thằng này đến đây, trung điểm đây này đúng không? Trung điểm đây đúng không? Đi thẳng xuống như này, đến đây. Rồi, chúng ta sẽ kéo cái thằng này xuống. Ok. Xương này, từ đây đến xương là nó rơi vào khoảng độ 14 ly rưỡi. Chúng ta cứ trừ, chúng ta bao giờ lấy giá trị thấp thôi nhá. Nếu làm tròn hoặc là 14,59 này, nếu làm tròn chúng ta sẽ làm tròn xuống, không được nên làm tròn gì lên. Ở đây chúng ta đo nó quay như nó là 14 ly rưỡi. Xem là xem tiếp ra nào, mô mềm của chúng ta dày bao nhiêu. Mô mềm của chúng ta dày 2 ly rưỡi. Mô mềm chúng ta dày 2 ly rưỡi. Chiều cao xương là 14 ly rưỡi. Như vậy nếu bây giờ chúng ta có thể cắm được cái implant cỡ bao nhiêu? 10 thôi trừ 1,5 xuống. Xương còn 14 ly rưỡi cơ mà. 14 thì trừ 1,5. Xương còn 14 ly rưỡi. Trừ 2. Trừ 1,5 trên rồi. Bây giờ chúng ta đo này nó dễ hơn này. Chúng ta đo từ cái mô mềm này xuống đây. Là 17,33. Gọi là 17,53, gọi là 17,5. Chúng ta sẽ trừ đi 4 ly thì còn là 13. Như vậy là chúng ta xong rồi, chúng ta lại trừ đi 2 ly cách đây thân kinh nữa, còn 11. Như vậy chiều dài tối đa của chúng ta đây có thể cắm được một cây là 11,5. Bởi vì là chúng ta có thể cắm xuống dưới nào xương này 1,5 ly cũng được. Chúng ta hiểu nhỉ? Như vậy là giữa hai cái chiều dài là 10 và 11,5 thì chúng ta chọn muôn kim 10 cho nó gì? Chắc cú. Hiểu vậy? Đến khoan 11.5, nếu mà lỡ thì đến khoan 11.5 cũng được. Hiểu không ạ? Rồi. Rồi, sau khi chúng ta xác định này rồi, bắt đầu chúng ta mới lại đi sang cái này để chúng ta xem cái răng 5 nó như thế nào. Thế thì cái thằng răng 5 này của chúng ta này, đây là trục răng 5 này. Nó hơi nghiêng một tí này. Đây nó như này. Trục răng 5 đây, đúng không? Đấy, chúng ta làm nó trục răng 5 như thế này. Nếu bây giờ chúng ta đưa sang đây, chúng ta đưa lại vị trí này, trục răng 5 nó chính là bằng cái đường tưởng tượng ở đây. Hiểu không ạ? Nếu bây giờ chúng ta đưa cái đường tưởng tượng vào đây, ra cái vị trí này. Nếu mà cái vị trí này của chúng ta ấy, mà chúng ta thấy là như thế này, imen chúng ta vẫn hoàn toàn nằm ở trong xương, thì chúng ta cứ theo trục răng 5 chúng ta cắt. Ở đây nó có nằm trong xương không? Có. Vì vậy cho nên là chúng ta lười lấy luôn chúng răng năm làm trục đi ngoài trong, đúng không ạ? Răng năm làm trục ngoài trong. Ở bệnh nhân này có một cái vô cùng thuận lợi đó là gì? Đó là bệnh nhân gần như không có hố hàm dưới, hay là còn gọi là ngòi chéo trọng. Bệnh nhân gần như không có ngòi chéo trọng. Bệnh nhân này là xương hàm của anh rất thẳng, rất to. Vì vậy nên đây là ca rất thuận lợi để chúng ta làm. Sau đó thì chúng ta dự định là chúng ta ví dụ bây giờ chúng ta sẽ cắm cây 10 chẳng hạn. Đó, cây 10 chúng ta có thể cắm implant xuống dưới mào xương là bao nhiêu? 1,5 cho đến đây 4 ly này. À, chúng ta thử cái vị trí này đi. Rồi, chúng ta thử cái vị trí 4 này. Mô mềm xuống đây 3,8 được. Không quan trọng. Từ đây là bắt đầu chúng ta mới lại gì? Đo cái chiều ngang ra hai bên. Rồi, 8.55mm gọi là 8.5. Thì chúng ta có thể cắm cây 4.5 gì? Vô tư, hiểu không ạ? Như vậy ở cái vị trí răng 46 này, tôi có thể cấy được một cái implant cỡ
4.5 nhân 10 và dưới màu xương bao nhiêu? 1.5 mm. Trục của implant trùng với lại trục của răng số mấy? 5. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn cái implant cỡ. Rồi, sau bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến cái vùng răng số 7. Chúng ta để cái răng số 7 ra chính giữa này. Đấy, cái đường, cái nét nhất của chúng ta đến chính giữa cái chỗ này đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho cái này nó đó, đúng vào cái dây thần kinh này đây. Rồi, bắt đầu chúng ta đo. Rồi chúng ta to to này lên. Thì chúng ta thấy là dây thần kinh này bẻ này có sai không? Sai lệch ít nhất là 1 mm. Chúng ta thấy ra đằng sau này ấy, thì cái mô mềm của bệnh nhân làm sao? Có vẻ như là nó dày hơn. Mô mềm của bệnh nhân nó tầm khoảng độ gần 4 mm rồi. Như vậy là chúng ta có thể cắm implant, có thể ngang vào xương không? Bởi vì chúng ta thấy xương ở đây rất là gì? Rất là ngắn. Rồi, thì khi mà ở đây thì chúng ta thấy xương ở đây cũng rất là rộng, rộng lắm. 10 mấy ly mà 11.5 ly đúng không ạ? Thế còn ở đây chúng ta đo này, từ đây đến đây này. Được 9.6. Được tầm 9.78 mm. Như thế này chúng ta sẽ cắm một cái implant cỡ 8.5 như này. Chúng ta sẽ cắm cái implant ở đây cỡ khoảng độ 5.0 × 8.5 là cái chót implant chúng ta sẽ đứng ở đây. Hơi no. Hả? Hơi sát hả? Nếu hơi sát thì chúng ta có thể cắm cái chỗ này. Thực ra cái đỉnh màu xương nó trên này. Đấy, chỗ này nó chỉ ấy thôi. Chúng ta có thể giảm cái thằng này đi. Bởi vì là mô mềm của bệnh nhân rất dày rồi, 3 ly rồi. Chúng ta cắm 3 ly đủ khoảng sinh học thôi. Chúng ta sẽ đưa nó vào đây. Đây, 8.5 thì nó ở đây. Và sẽ cách cái thằng này dây thần kinh là bao nhiêu đây. Nói tóm lại, cái trường hợp này chúng ta sẽ cắm implant ngang vào xương. Và cắm implant cơ 8.5 thì nó sẽ cách cái dây thần kinh này. Không được, 1 mm. Một mm. Nếu là tôi thì cắm 1 mm, còn nếu mà mọi người mấy thì chúng ta cứ sang cái 7 được. 7 xong là chúng ta cho đường kính nó gì? Chỗ này thậm chí chúng ta có thể dùng cỡ đây 6.0 chúng ta cắm được. Đó. Nếu mà 7 tăng lên 6.0 nữa. Vì là 11.5 trừ đi 2 trừ đi 4 thì nó vẫn còn là 7.5. Vẫn còn thừa sức. Nên là chúng ta phải tăng cái đường kính để chúng ta tăng tổng diện tích kia tiếp xúc, đúng không ạ? Thế còn nếu không có cơ 6 thì cứ 5.0 x 7 cộng với thằng kia 4.5 x 10, hai thằng này kết nối với nhau là tương đối ổn rồi. Và hai thằng này chúng ta sẽ cắm nó song song với nhau luôn. Bởi vì cái trục của nó là tương đối là gì? Cái xương của nó tương đối rộng, gờ chấm trong nó không có vấn đề gì lắm. Nó đều cùng với cái trục này. Chúng ta nhìn thấy cái trục tưởng tượng đấy chưa? Đấy, thì chúng ta thấy là cái trục nó đều như thế này. Đấy, ok. Như vậy là trường hợp này là tôi đã lập kế hoạch để cắm implant cho bệnh nhân là cái implant cỡ. Rồi, còn phần cuối cùng ở đây là chúng ta nhìn về cái gì? Mật độ gì? Mật độ xương thì chúng ta thấy xương mặt ngoài đặc hơn. À, xương mặt ngoài đặc hơn. Và cái mật độ xương này tôi xác định là nó rơi khoảng D2. Thì mọi người cứ khoan, cuối cùng sau đó mọi người thử vặn. Vặn nó chặt, chúng ta mở rộng phía trên này. Được không ạ? Rồi. Như vậy là chúng ta đã lập được kế hoạch điều trị ở trên phim CT của bệnh nhân này. Bệnh nhân này, đây là bệnh nhân khá là dễ, vì vậy tôi lấy để cho mọi người gì, mọi người làm thử. Và bây giờ tôi sẽ lập kế hoạch của một bệnh nhân nào đó nó khó hơn một chút.